Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một vui cẩm thị mới về nha. Kim cương đen. Vui mới về nhà mình. Cái này có mã số là 26. Có số đo hoành gốc là 44. Chiều cao là 45. Và chiều dài của cái bầu này nha, bầu đất riêng nhà mình là 48 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.300k bao ship, bao sống nhà mình yên tâm. Cây quá quái nha mình nha, nhìn đây như một con thú đang nằm vậy. Đây. Tưởng tượng đây như là một cái lưng nha. Lưng đang nằm nè. Kỳ phần đầu. Cây này quái nha mình nha. Cây này tương lai á. Cây này về mình lên cái chậu game nó là nó ra form cây. Quá VIP nha mình nha. Đây. Bên mặt đây có lũ âm luôn nha. Lũ âm thân luôn. Cây phôi mới về, bầu đất rinh hết nha mình. Cây này là tương lai nha mình nha. Rồi mã số 26. 1.300k bao ship. Phôi mới về. Cẩm thị kim cương đen. Nè, nhìn quá quái luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.